Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipca. Trước mặt chúng ta ngày hôm nay là một chiếc xe rất hot trong gia đình Thaco tại Việt Nam, mẫu Kia Seltos, và đây là phiên bản Luxury trang bị động cơ 1.4 turbo. Sau hơn 2 năm sử dụng thì con số trên bảng đồng hồ của chiếc xe này đang là hơn 60.000 km. Vậy thì sau chừng đó thời gian sử dụng, chừng đó số km, chiếc xe này bộc lộ những cái ưu và nhược điểm gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ trong các chương trình đánh giá xe sau một thời gian sử dụng, thì yếu tố đầu tiên mà chúng tôi đề cập đó chính là chi phí. Và chi phí đầu tiên đó là chi phí về nhiên liệu. Thì động cơ 1.4 lít turbo của chiếc xe này có công suất và sức kéo trội hơn so với mẫu Corolla Cross. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình mà chúng tôi ghi nhận được khá là tối ưu, ở mức là dưới 7 lít trên 100 km. Như vậy là động cơ thì mạnh hơn, nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu lại tốt hơn. Không biết là quý vị, những ai đang sử dụng dòng xe này, chúng ta có thể xác nhận thêm. Tiếp đó là đến phần chi phí bảo dưỡng định kỳ. Theo ghi nhận của chúng tôi ở một số xưởng dịch vụ chính hãng của Thaco, thì chiếc xe này có chi phí bảo dưỡng định kỳ tương đương với một số dòng xe Nhật trong phân khúc. Ví dụ như là gói bảo dưỡng cấp 1 thì sẽ có chi phí khoảng 800 đến 1 triệu đồng. Gói bảo dưỡng cấp 2 sẽ có chi phí khoảng 1 triệu 3 đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Gói bảo dưỡng cấp 3 thì sẽ có chi phí khoảng hơn 2 triệu đồng. Và gói bảo dưỡng cao nhất ở mốc khoảng 40.000 hoặc là 80.000 km thì có chi phí lên tới khoảng gần 6 triệu đồng. Sau gần 3 năm sử dụng với khoảng 6 vạn km thì chiếc xe này chưa có bất kỳ một hư hỏng gì. Điều này đồng nghĩa với việc là mức độ tin cậy của các dòng xe Kia hay là Hyundai trong khoảng chục năm trở lại đây đã cải thiện rất nhiều so với trước. Mặc dù là chưa hỏng gì, tuy nhiên là chúng tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều quý vị quan tâm đến việc là mức giá phụ tùng của chiếc xe này có thực sự là hấp dẫn như lời đồn hay không. Thì sau đây thì chúng tôi xin được chia sẻ một số những cái mức giá của một số hạng mục phụ tùng thay thế với tần suất cao. Ví dụ như là giảm sóc trước có mức giá là khoảng 5 triệu 300 nghìn đồng một chiếc, giảm sóc sau khoảng 2 triệu 700 nghìn đồng một chiếc, má phanh trước khoảng 2 triệu 600 nghìn đồng một bộ, má phanh sau khoảng 1 triệu 700 nghìn đồng một bộ, lốc điều hòa tới khoảng 18 triệu, gương chiếu hậu mỗi bên có giá khoảng 5 triệu 600 nghìn đồng và mỗi một cụm đèn sẽ có giá là 16 triệu 400 nghìn đồng. Tuy nhiên các phiên bản mà trang bị đèn LED thì cả cụm đèn LED sẽ có giá lên tới khoảng 47 triệu. Và hộp số thì chiếc xe này được trang bị hộp số ly hợp kép. Chúng ta có thể thay rời một số những cái bộ phận. Tuy nhiên nếu như mà thay cả cụm, tổng thành cả hộp số sẽ có giá khoảng 146 triệu đồng. Đến đây thì nhiều quý vị có thể sẽ ngạc nhiên và thắc mắc là không hiểu tại sao giá phụ tùng xe Hàn Quốc nó lại hơi cứng như vậy. Cụ thể là một số cái hạng mục phụ tùng mà chúng tôi vừa mới liệt kê có giá thậm chí là cao hơn so với một số đối thủ đến từ Nhật Bản. Đơn cử là lốc điều hòa có mức giá đắt gấp đôi so với lốc điều hòa của một số dòng xe Nhật Bản hoặc là dòng xe Mỹ. Ví dụ như là lốc điều hòa của một chiếc xe Ford Everest cùng đời, một chiếc xe SUV cỡ trung, lốc điều hòa lớn hơn rất nhiều, mạnh hơn, nhưng mà giá chỉ khoảng 10 triệu đồng thôi, có nghĩa là chỉ bằng một nửa so với lốc điều hòa của chiếc xe này. Nếu như độ tin cậy về chất lượng phụ tùng thì chúng tôi đã cảm thấy rất yên tâm. Tuy nhiên khi mà ngồi vào khoang nội thất thì điều mà chúng tôi cảm thấy chưa yên tâm và chưa vui vẻ cho lắm đó chính là chất liệu nội thất. Đây chúng ta có thể quan sát thật kỹ này. Mới sau hơn 2 năm sử dụng và khoảng 60.000 km mà gần như là toàn bộ ghế da từ ghế trước đến ghế sau, ghế sau thì ít sử dụng hơn rất nhiều. Tuy nhiên là toàn bộ bề mặt đã bị rạn nứt hết. Gần như tất cả các vị trí da đều bị rạn nứt. Mà khi đã rạn nứt thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không thể phục hồi. Bây giờ giả sử như là chúng ta có chăm sóc dưỡng để cho nó mềm mại hơn thì nó vẫn cứ rạn nứt. Và chúng tôi đánh giá rằng cái chất liệu nội thất này có lẽ là Thaco sẽ phải cân nhắc lại bởi vì nó không thực sự phù hợp điều kiện nóng ẩm ở Việt Nam. Tuy nhiên có một câu nói mà không bao giờ sai, đó chính là của bền thì tại người. Chúng tôi rất mong muốn là những quý vị đang sử dụng dòng xe này, chúng ta cùng chia sẻ thêm là sau một thời gian sử dụng như thế, tần suất sử dụng như thế thì nội thất xe của quý vị nó như thế nào. Ngoài ra trên chiếc xe này còn có một số sự thay đổi mà do chủ nhân tiến hành, đó chính là nâng cấp về mặt nội thất. Chi tiết đầu tiên đó chính là một cái màn hình Eleview S4 Deluxe với mức giá gần 17 triệu đồng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là trên màn hình có rất nhiều chức năng, ví dụ như là hiển thị cảm biến áp suất lốp này, đây là hệ thống cảnh báo tốc độ G-Speed, và hệ thống này chúng ta cứ di chuyển là nó sẽ cảnh báo. Camera toàn cảnh 360, siêu nét và có rất nhiều góc quan sát. Và đặc biệt là chiếc xe này còn gắn thêm một cái bộ cảm biến đỗ xe ở phía trước có 4 mắt, có tên là Elisen E48.
và hiển thị trên màn hình. Đây, chúng ta hãy cùng quan sát. Ngay khi mà chúng tôi tiến xe lên và khi mà hệ thống cảm biến nhận thấy là phía trước có chướng ngại vật thì màn hình cam 360 độ sẽ tự động bật lên để chúng ta quan sát, giúp lái xe an toàn hơn. Tiếp đó, một trang bị được lắp thêm, bộ cảm biến Absolope AliSafe i3. Thì bộ này có giá là 3.500.000 đồng. Đây là một trong những trang bị mà chúng tôi đánh giá là rất cần thiết đối với bất kỳ ai khi mà lái xe. Và cuối cùng, một cái trang bị tiện nghi mà chủ nhân của chiếc xe này cũng lắp thêm, đó chính là bộ điều khiển cốp điện Eligate với mức giá là khoảng 9.800.000 đồng. Có rất nhiều cách để điều khiển cái hệ thống cốp điện này. Thứ nhất là có thể điều khiển trên chìa khóa, và thứ hai là có thể có một nút bấm ở đây. Và bộ cốp điện này cũng có một tính năng thông minh, đó chính là mở cốp rảnh tay. Rất nhạy. Khi mà mới ra mắt thì cũng có một số quý vị phàn nàn về việc là chiếc xe này bị dột, cụ thể là ở cái góc này. Đây chính là cái góc mà cái gioăng nó hơi bị gập. Và ngoài ra cái vị trí hàn cái khung cửa này, nó có một số những cái khe. Tuy nhiên theo chúng tôi ghi nhận thì chỉ có một số xe bị thôi. Và chiếc xe này trong suốt quá trình sử dụng, trong vài năm, gần như chưa bao giờ bị dột. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển và xem là tính năng vận hành của chiếc xe này nó bộc lộ những cái ưu và nhược điểm gì trong quá trình sử dụng. Đầu tiên là về sức mạnh động cơ thì chúng tôi vẫn đánh giá cao động cơ 1.4 tăng áp này. Có lẽ một phần là do hộp số liều kép 7 cấp làm việc nhạy bén hơn và giảm thiểu cái sự hao tổn về công suất so với hộp số CVT của mẫu Corolla Cross. Nhân đây thì chúng tôi xin được chia sẻ đôi chút về hộp số liều kép 7 cấp này luôn. Trong một số điều kiện, ví dụ như là khi chúng ta di chuyển trong đường đông, trong phố đông mà thường xuyên phải phanh và ga, thì đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác là nó hơi giật nhẹ. Và đó là một vấn đề mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên trong một số những điều kiện khác, ví dụ như là đường phố thông thoáng hơn, hộp số lại làm việc hoàn toàn êm dịu, không có vấn đề gì cả. Điều này đồng nghĩa với việc là hộp số liên hợp kép 7 cấp nó sẽ phù hợp hơn khi mà chúng ta chạy ở đường ngoại ô, đường trường hoặc là những con đường thoáng. Trong những điều kiện như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy là hộp số liều kép 7 cấp nó làm việc thực sự hăng hái. Ngoài ra, một trong những vấn đề khác mà khiến cho nhiều quý vị có ý định mua Kia Seltos có thể sẽ cảm thấy băn khoăn, đó chính là vấn đề quá nhiệt. Thì nhân đây chúng tôi xin được chia sẻ đầy đủ hết tất cả những hiểu biết của mình về vấn đề này. Thực ra là hầu hết các loại hộp số trên các dòng xe ô tô hiện nay, dù là xe xăng hay là xe diesel, hộp số tự động hay là hộp số sàn, thì đều có thể bị nóng lên trong quá trình vận hành, đặc biệt là vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Hộp số nào cũng vậy, cứ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt là nó sẽ nóng lên. Chỉ có điều là nó nóng ở cái mức độ nào mà thôi. Nhưng mà trong khi các loại hộp số trên các dòng xe khác, dù là số sàn hay là số tự động, thì rất nhiều dòng xe là không có hệ thống kiểm soát nhiệt. Có nghĩa là hộp số nóng lên lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Nhưng mà chiếc xe này thì đã văn minh hơn, hiện đại hơn ở chỗ là hãng đã bổ sung thêm một hệ thống cảm biến để quản lý cái việc là hộp số có thể bị nóng lên. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng cái việc kiểm soát nhiệt của hộp số hoàn toàn không phải là lỗi. Đây là một tính năng thông minh giúp chúng ta kiểm soát cái quá trình hoạt động của hộp số nó tiện lợi hơn và cũng an toàn hơn cho hộp số. Và theo kinh nghiệm của tôi, giả sử như là khi di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như là di chuyển trong phố đông, tắc đường, hoặc là di chuyển trên đường đèo dốc, trong những điều kiện như vậy thì hộp số có thể chuyển cấp liên tục. Để hạn chế cái tình trạng nóng lên của hộp số thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ chuyển số bằng tay. Và theo ghi nhận của chúng tôi trên chính chiếc xe này thì trong vòng khoảng gần 3 năm qua với hơn 60.000 km, hộp số này chưa bao giờ xảy ra tình trạng quá nhiệt. Mà trong quá trình vận hành, kể cả trong những lúc đường rất đông, tắc đường tới vài tiếng đồng hồ thì nó cũng chỉ gọi là ấm lên thôi, vẫn trong cái ngưỡng kiểm soát. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Kia Seltos sau hơn 2 năm sử dụng và khoảng 6 vạn km. Mặc dù có một vài cái điểm mà chúng tôi cảm thấy chưa thực sự hài lòng, nhưng mà nhìn chung đây cũng là một chiếc xe mà có thiết kế đẹp, thời trang, tiện dụng và vận hành cũng rất thú vị, phù hợp với một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, tất cả những chia sẻ trên đây mới chỉ là ý kiến của chúng tôi sau một thời gian ghi nhận và rất có thể là chưa đầy đủ. Chúng tôi rất mong là những quý vị đang sử dụng dòng xe này, chúng ta ghi nhận thêm được những vấn đề gì có thể chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.